À, Mình có tivi xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha à, Tới công chuyện rồi mọi người ơi à, Trong chiều hôm nay thì bà Văn à, cũng đã xuất hiện trên cộng đồng mạng Và có những cái câu nói à, thách thức bà Ngọc và Vũ Thì à, cái cụ thể vụ việc như thế nào à, Mình có TV xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha à, Thì các bạn biết không à, Trong suốt một tháng im hơi lặng tiếng à, Nói chung là trốn chui rốn nhủi rồi không có lộ diện gì mọi người thì mới đây thì uh, bà Ngọc cũng đã gọi điện thoại cho bà Văn Cái cuộc gọi uh, lần đầu tiên khi mà biết uh, bà Ngọc gọi uh, thì bà Văn bảo cấp máy hẳn uh, Trong cái cuộc gọi thứ hai uh, thì bà Văn này bà bắt máy Lúc này uh, mới uh, đưa điện thoại uh, cho Vũ để nói chuyện với bà Văn Thì Vũ nói là khi nào uh, bà Văn trả lại cái số tiền chiếm giữ của Vũ trong suốt thời gian qua uh, Cụ thể là khoảng 15 triệu đồng thì bà Văn bà nói sao không biết mà bà nói bây giờ bà chỉ còn giữ của ông Vũ có 8 triệu đồng và bà nói sẽ cho thêm thằng Vũ 2 triệu là 10 triệu và ngày mốt bà trả. Mọi người thấy cái bà này ghê gớm không? Thằng Vũ đi làm ở quận Tân Bình à, suốt 2 năm mà được 26 triệu đồng mà bà tới bà lấy 26 triệu đồng của thằng nhỏ rồi bà cứ trả nhỏ giọt nhỏ giọt. À, đến hôm nay thì còn khoảng 15 triệu đồng thì bây giờ là bà ngang nhiên bà nói là thằng Vũ chỉ còn thiếu bả 8 triệu đồng thôi và bà sẵn sàng bà cho bà cho thêm thằng Vũ 2 triệu đồng đó rồi ngày mốt bà trả cho thằng Vũ đó cái bà này bà chiếm giữ tài sản trái phép của người ta trong suốt một cái thời gian dài rồi bây giờ bà tự động bà đưa ra một cái số tiền À, rất là thấp là 8 triệu đồng rồi bà còn nói là cho thêm thằng vũ làm như thằng vũ nó mang ơn của bà văn lắm rồi các bạn làm như uh, thằng vũ là nó 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 mắc nợ bà văn giữ giữ lắm luôn á mình thấy rất là bức xúc với cái lời của bà này đáng lẽ là bà phải trả hết 15 triệu đồng cho thằng vũ rồi bà phải nói lời cảm ơn thằng vũ này kia trong suốt cái thời gian vừa qua đó, đã cho bà mượn tiền này kia nhưng mà bà nói với cái giọng này mình thấy bà này là quá là hổ báo quá là láo sược các bạn quá là mất dạy đi mình phải khẳng định như vậy rồi sau đó thì à, bà ngọc có cầm điện thoại và nó hỏi bà vân á, là cái căn nhà đó là bà cho thuê thì tại sao bây giờ lại không trả lại cho thằng vũ mà để cho thằng nhỏ nó đi lang thang sống bờ sống bụi như vậy thì cái bà này bà tiếp tục với cái giọng rất là lưu manh rất là hổ báo bà nói là cái chuyện này là chuyện của gia đình, đình tao không có liên quan đến mày để gia đình bà giải quyết đó các bạn thấy không đến cái nước đi bây giờ rồi mà bà còn thách đố bà còn hóng hách này kia thực sự là mình thấy chưa thấy cái bà nào mà có cái thái độ mà giống như cái cái bà cô hờ này các bạn trong khi á là bà chiếm giữ nhà của ông Vũ suốt mấy năm qua Bây giờ chỉ cần hỏi một câu là bà cho thuê hay là bà bán rồi Thì bà cũng không nói luôn đó Mọi người thấy thấy cái câu trả lời này là biết là cái bà Văn này bà đã có sự mờ ám gì ở trong cái vụ việc này rồi nha mọi người đó Bây giờ Vũ với bà Ngọc là hỏi chỉ hỏi vậy thôi cũng không cần bà ta trả lời nữa nếu như bà ta trả lời thì ok còn không trả lời thì hai người cũng không cần phải đối chất hay là không cần phải À, phải cố hỏi bà ta nữa Tại vì cái lá đơn bây giờ đã gửi lên cơ quan chức năng rồi cách đây một ngày trước thì Vũ đã làm 6 cái tờ đơn và gửi lên 6 cơ quan chức năng trong đó có công an địa phương nè là phường nghiệp Thành nè công an quận 12 nè rồi mình nghe nói là một số cơ quan công an ở thành phố nữa cấp cao nữa và trong cái thời gian này thì cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận 6 cái lá đơn này à, sau đó và xác minh đó xác minh cái đơn này nha mọi người trong cái đơn này thì vũ có kèm theo là các bản ghi chúc cũng như là cái giấy tờ gốc uh, photo công chứng của các căn nhà nha để xác định em là chủ của các căn của căn nhà nha mà trong thời gian tới nè sau khi cơ quan chức năng sẽ giám định cái đơn này nè sẽ mời cái người mà bị tố cáo trong cái đơn này lên làm việc cụ thể là ai cụ thể là cái thằng mà chủ đang sống ở trong căn nhà của ông bà nội cái người thứ hai là bà Văn đó, hai người này chắc chắn là sẽ bị công an triệu tập lên để làm rõ những vấn đề liên quan. Bây giờ mình nói cái thằng chủ nhà nè. Nếu như mà cơ quan điều tra mời lên mà cái thằng này nó không chứng minh được nó đang là chủ của cái căn nhà hoặc là giấy tờ thuê mua bán gì đối với bà Văn thì bắt buộc nó phải dọn tài sản ra khỏi nhà ngay tức khắc và bàn giao lại các căn nhà cho Vũ theo đúng quy định của pháp luật. À, cái người chủ nhà này á, công an cũng có làm việc một số lần rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được một cái giấy gì hết các bạn à, chưa đưa ra được một cái giấy để chứng minh mình là thuê là mua gì hết thì các anh công an phường người thành ảnh mới nói khẳng định là vũ là chủ của cái căn nhà này chính xác là một phần trăm luôn anh công an này mới hướng dẫn vũ là làm những cái tờ đơn như vậy làm cái tờ đơn tố cáo rồi xác minh này kia rồi gửi lên các cơ quan chức năng vậy các bạn Nói chung là phía công an cũng đã hướng dẫn Vũ rất là tận tình Nói chung là thật sự rất là biết ơn mấy anh cảnh sát nè đó. À, Ngoài ra thì cơ quan chức năng còn hướng dẫn Vũ đó, Lên chi cục thuế quận 12 Nộp số tiền thuế cái căn nhà Đó trong suốt 5 năm qua Có nghĩa là từ khi mà mẹ Vũ mất đi Qua đời là đã 5 năm Và trong cái thời gian đó thì không có ai mà đóng cái tiền thuế này hết nên 5 năm qua cái số tiền số tiền thế của các căn nhà nó còn đang nợ lại đó và để hoàn tất một số hồ sơ nói chung là vụ án đó các bạn thì bắt buộc là phải phải nộp cái thế của cái căn nhà này thì vũ cũng đã đem 3 triệu đồng đến cơ quan chi cục thế và nộp đó để lấy cái biên lai về nói chung là khi mà có được cái biên lai đóng thuế của các căn nhà rồi thì các bạn biết rồi À, chắc chắn 100% trăm là chỉ là người chủ của căn nhà thì mới được đóng thuế như vậy chứ còn người dân nước lã mà không không mà đến đóng thuế như vậy là không có được mọi người đó cái gì cũng phải theo đúng trình tự của pháp luật nha chứ không phải uh, ngang ngược được à, như vậy thì cái người mà đang sống ở trong căn nhà của vũ á, bây giờ chỉ cần đếm thời gian thôi mọi người à, là sớm hay muộn thôi là cái người này là bắt buộc phải rời đi mình nghe nói là cái người mà đang sống trong căn nhà này nè là không có quan hệ thân thiết với bà Văn nha đó. Cụ thể là cái người này à, mua lại cái căn nhà từ bà Văn Mình nghe nói là hình như là 5 tỷ đồng đó mọi người Mà mình không biết là cái người này mua bằng cái hình thức gì nha Mình nghĩ có khả năng là cái bà Văn này nè Đó trong cái lúc mà vụ thần vũ ra khỏi nhà để đi làm trong cái xưởng nóng bảo hiểm ở quận tân bình đó mọi người thì trong cái thời gian này thì bà văn bà giam lỏng thằng vũ luôn đó, trong cái thời gian giam lỏng vũ thì bà mới mình nghi là bà mới làm một số giấy tờ giả để chứng minh bà chính là chủ của cái căn nhà này và rau bán thì cái anh chủ nhà này anh thấy căn nhà này mặt tiền nè mặt tiền đường phía trước là sáu bảy mét gì đó rất là ngon nha à, rồi căn nhà có vị trí đẹp nè, à, gần bến xe Hiệp Thành nè, rồi à, căn nhà khang trang sạch sẽ nè, còn mới nè, thì họ thấy giá cả phù hợp thì họ mua thôi. Nhưng mà cái dở của người mua nhà này á, là khi mua họ không xác minh các giấy tờ từ bà Văn. Đó, cụ thể là bà Văn này có thể là bà dùng giấy tờ giả, đó mà cái người mua này là không xác minh được là cái giấy tờ này có phải là hợp lệ hay không, là thật hay không đến bây giờ khi mà họ đã xuống tiền họ đã mua căn nhà của bà văn rồi thì họ mới tá hỏa đó là căn nhà này là do bà văn bà lừa thằng vũ bà làm giấy tờ rồi bà bán đi đó bây giờ là cái người chủ nhà này giống như là một nạn nhân các bạn có nghĩa là bây giờ là tiền mất nè rồi nhà sắp tới cũng bị thằng vũ lấy lại nè đó không biết như thế nào giờ chỉ có cách là cái người chủ nhà này đó, sẽ đối mặt một số vấn đề mình sẽ tiếp tục phân tích cho các bạn nghe nè trước tiên á, là vũ đó, sẽ làm hồ sơ gửi lên công an nha và công an sẽ mời thằng chủ nhà này lên thằng chủ nhà này nói chung là giấy tờ bây giờ là không có rồi đó không có rồi đó là bắt buộc là thằng chủ nhà này đó, phải dọn hết tài sản ra đường sau đó bàn giao lại căn nhà cho anh vũ ok không rồi cái thứ nhất cái thứ hai mà cái bước tiếp theo á, là cái thằng chủ nhà này nè nó sẽ viết một nhờ luật sư và làm một cái đơn tố cáo bà văn nè tố cáo bà văn ra tòa đó, về hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể là tố cáo bà văn làm giải giấy tờ này kia rồi lừa cái người chủ nhà này bán căn nhà và cái người chủ nhà này khi ra tòa là yêu cầu bà văn trả lại cái số tiền mà bà ta đã thu trước đó, đó cụ thể là trả số tiền 5 tỷ đồng Ngoài ra thì bà Văn này mình nghĩ là cũng sẽ dính một số cái tội và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với số tiền tiền tỷ như vậy thì cái mức án cũng có thể lên tới mười mấy năm tù các bạn. Đó là hoàn toàn có thể xảy ra nha. Khi mà bà Văn này á, nói chung là bà khắc phục hậu quả, bà bồi thường lại cho cái người mà bị lừa mua căn nhà này xong. Thì sẽ đến một cái phiên tòa tiếp theo nè. Mình sẽ phân tích các bạn nghe nè. Vũ, lúc này Vũ bắt đầu đâm đơn kiện bà Văn ra tòa về một số cái hành vi. Thứ nhất là chiếm giữ tài sản trái phép. Nếu như ngày mốt đây mà bà Văn không trả lại cho thằng Vũ đủ 15 triệu thì thằng Vũ có thể kiện bà Văn ra tòa chiếm giữ tài sản trái phép. Là chiếm giữ cái số tiền của ông Vũ nè trong suốt thời gian vừa qua nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Vũ sẽ kiện bà Văn về cái hành vi là giữ trái phép giấy tờ của người khác. Cái nghĩa là bà Văn bảy đang giữ cái căn cứ công dân của ông Vũ trong suốt thời gian vừa qua mà đến giờ bà chưa trả luôn bà giữ không biết bà giữ làm tới cha bà bà, bà giữ làm gì á mà bây giờ bà cũng chưa trả luôn đó thì Vũ sẽ kiện bà Văn về hành vi này cái thứ ba khi mà mẹ Vũ mất đi thì bà Văn bà thuê căn nhà của Vũ nó bà thuê bà nói bà bà thuê rồi bà chiếm đoạt bà thuê nhà của ông Vũ mà nó là 8 triệu đồng mà trong suốt 5 năm qua cái số tiền 8 triệu một tháng mà nhân cho 5 năm thì có thể số tiền này có thể lên gần 500 triệu đồng rồi thì bắt buộc bà Văn phải khắc phục hậu quả là trả lại cái số tiền này cho Trần Vũ. À, thì đây là cái phiên tòa thứ hai mà bà Văn phải đối mặt. Nếu như bà Văn mà không có số tiền để khắc phục hậu quả cho cho Vũ và chính chủ của, của các căn nhà thì cơ quan chức năng cũng sẽ kê khai cái tài sản của bà Văn ngay lúc bây giờ đang sở hữu đó chẳng hạn như là bà có một căn nhà trên đường Phạm Văn Trị nè rồi mái miếng đất nữa nè cơ quan chức năng sẽ vào siết cái mấy căn nhà này siết siết hết siết sau đó thì à, à, bán đấu giá Có nghĩa là căn nhà của bà Văn được bao nhiêu sau đó bán đấu giá rau bán đấu giá ai mua được đó. bỏ tiền ra mua và lấy căn nhà đó sau đó thì dùng cái số tiền mà bán được khắc phục hậu quả lại cho các nạn nhân cái thứ nhất là trả lại cho bồi thường lại cho cái người mà mua căn nhà khoảng 5 tỷ đồng nè rồi bồi thường cho ông vũ uh, số tiền thuê nhà khoảng 500 triệu đồng nè rồi cái số tiền mười mấy triệu đồng nữa nè nói chung là cũng gần 6 tỷ đồng á mọi người mình nghĩ là không biết là bà văn nè bây giờ đáng lo ngại như thế này nè là không biết trong cái giai đoạn này bà văn bà có là có đem những cái tài sản này tẩu tán đi nơi khác hay không thì mình chưa rõ được có nghĩa là bà có căn nhà bà có đất bây giờ trước khi mà cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì bà lén bà đem cái miếng đất này nè đem nhà nè bà sang tên cho con cái bà nè rồi cô gì chú bác của của bà nè đến khi mà ra tòa thì tòa án vào cuộc xác minh và thấy bà này là không bây giờ là không đứng tên trên một cái tài sản nào hết thì dù vũ nè rồi chủ nhà nè có thắng kiện 100 phần trăm rồi đó nhưng mà không có tài sản để khắc phục hậu quả đó, các bạn thấy không không có tài sản để đền bù rồi như thế nào đây tại vì cái bà văn này á, là bả bây giờ bả là chó điên rồi đó, bây giờ bả là một một đi không trở lại rồi một đi vào nhà đá và không biết cái đường nào ra rồi bây giờ bả cho khoảng năm mấy tuổi à À, cỡ cái tuổi bả thì mình nghĩ chắc cũng năm hai năm năm ba năm bốn tuổi đó mà bây giờ mà đi tù khoảng 20 năm không có tiền khắc phục hậu quả thì đi tù khoảng 20 năm thì à, đến lúc đó thì bả gần bảy mấy 80 tuổi rồi đó bây giờ là bả chịu cái cuộc sống của bả trong lô tù luôn bả không đền bù đó, không khắc phục hậu quả nói chung là vũ đó, lái lại được nhà nhưng mà không lái lại được cái, cái tiền thuê nhà còn tội nhất là cái người mà đang ở giữa cái vụ việc này nè là cái, là cái người mà mua căn nhà nè là không biết là có lái lại được cái số tiền à bỏ ra trước đó hay không là 5 tỷ đồng đó nói chung là cái vụ này à, thực sự rất là gây cắn nha mình không rõ là cơ quan chức năng sẽ thu hồi và thu hồi cái tài sản của bà văn này được không mình nghĩ nếu như mà cơ quan chức năng vào cuộc và xem xét trong vòng khoảng một năm trở lại á, một năm trở lại đây á, mà bà văn có sang nhượng cái tài sản này cho ai á, thì sẽ hủy cái giấy sang nhượng này mọi người đó, nói chung là hủy cái giấy sang nhượng này và để khắc phục cái hậu quả mọi người khắc phục cái đền bù thiệt hại Do các nạn nhân á chứ còn bây giờ bà văn bà chịu đi tù bà không có tiền bà đền bù thì không biết làm sao mà để giải quyết cái vụ việc này luôn á mọi người mà cái bà này á bây giờ là bà rất là hộ báo nha bà rất là bức bà rất là à, là thách đố này kia đó chợ búa rồi này kia đó nói chung là bà là cò đất mà nên bà tính toán cái à, con đường mà cướp đoạt cái tài sản của ông vũ thì mình nghĩ là cũng rất là kỹ lưỡng luôn ừ. <laughs> mình không rõ là sau lưng bà vân là có ai để giúp sức của bà ta hay không đó cụ thể là cái thằng bồ nhí nè trong cái thời gian mà quen thằng bồ nhí nè thì cái thằng bồ nhí nó có giúp sức bà vân trong cái việc mà dành à, chiếm đoạt cái tài sản quần vũ hay không đó là cơ quan chức năng phải làm rõ nè rồi khi mà chiếm bán được căn nhà quân vũ rồi cái số tiền kia bà văn đã xài vào việc gì ừ. thằng bồ nhí của bà văn có giúp sức trong việc là tiêu thụ cái số tài sản này hay không đó phải làm rõ nha à, thực sự đây là một cái vụ án rất là ly kỳ rất là phức tạp chứ không phải đơn giản đâu mọi người mà nói chung là vũ bây giờ là cái phần trăm mà lấy lại được cái căn nhà là là 99 phần trăm rồi đó thực sự là không mắc đi đâu hết tại vì em đã đóng thế nè em có giấy bằng ghi chúc nè em có giấy từ gốc của các căn, căn căn nhà này thì thực sự là không mắc đi đâu hết nói chung là bữa khói tv sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn nghe về cái kết quả vụ việc này nha mình Khói tv xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi